Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đến Như Đe. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nền tảng giao dịch đến từ Hàn Quốc có tên là Ctech. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án iRobe với Pego ở trên Twitter. Với dự án ngày hôm nay thì các bạn sẽ tham gia như sau. Để tham gia dự án thì nếu như anh em chưa có tài khoản Ctech, các bạn đăng ký theo link dưới mô tả video và các bạn mở link ra trong link tiếp theo. Công việc đầu tiên là các bạn sẽ join vào kênh Telegram của Ctech. Chúng ta nút join. Rồi các bạn có thể nút continue xác nhiệm vụ. Sẽ có thao tác xác thực người thật. Bạn chờ một ít phút. Nếu không được thì chúng ta có thể ấn luôn xác thực. Không được nữa thì đi nó che. Rồi ok. Ta sẽ đến với nhiệm vụ Twitter thì các bạn sẽ follow một bài đăng ở trên Twitter này. Rồi, follow hai kênh mạng xã hội đây. Retweet một cái bài đăng này. Follow này. Follow. Ta xác nhận hai nhiệm vụ này. Rồi, rồi tiếp theo là nhiệm vụ điền cái Ctech account. Ctech account thì mình sẽ ấn vào phần tài khoản. Chúng ta sẽ chọn vào account lead đây này. Chúng ta chọn vào account lead này. Ở đây thì nó sẽ có UID. Ta copy phần ID và ta paste phần ID vào đây và ta nút continue nhé, được chưa? Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ một chuyện alo với dự án Pego ở trên nền tảng Ctech, một nền tảng du lịch đến từ Hàn Quốc. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.